Hôm nay anh đã thực hiện được lời hứa của mình 4 năm trước, là để tôn trọng, bảo vệ, yêu thương em hơn bản thân của anh, và quan trọng nhất là cưới được em. Hôm nay có mặt tất cả mọi người ở đây, em xin phép được tiết lộ một bí mật của chúng ta. Đó là trong gần một năm theo đuổi và tỏ tình 3 lần thì anh đã rất kiên trì, và đến lần cuối cùng anh phải thốt lên là anh chỉ muốn làm ô sin của em thôi. Và bất ngờ em đã gật đầu đồng ý làm bạn gái anh từ lúc đó. Lúc đó là Hiển có quen một người bạn, thì một người bạn giới thiệu Hiển rằng Dũng nhìn đẹp trai lắm, như ca sĩ vậy đó, như là Justin Bieber, đẹp trai lắm, chịu không nổi. Nhưng mà khi Hiển gặp Dũng thì cũng thường thôi, cũng thường thôi, không là gì cả. Anh Dũng nhận em Thảo làm vợ, là người anh yêu quý và là người bạn đời tốt nhất của anh. Anh hứa sẽ yêu em và tôn trọng em mỗi ngày suốt cuộc đời anh. Và hôm nay trước mọi người ở đây, em xin tuyên bố chính thức bỏ công việc này của anh. Bởi em muốn sẽ không ai là ô sin của ai. Anh không phải ô sin của em, và em không phải là ô sin của anh, mà cả anh và em sẽ cùng nhau bằng tình yêu, cùng xây dựng tổ ấm của mình, lúc nào cũng tràn ngập yêu thương, tràn ngập tiếng cười của hạnh phúc. Em yêu anh, I love you honey. Đó thì Hiển cảm nhận một điều, cách mà Thảo và Dũng quan tâm đến nhau, yêu thương nhau và có một buổi tiệc thật là tuyệt vời ngày hôm đó. Thì khi Hiển nhìn Dũng và Thảo lần đầu tiên bởi ánh mắt đó, thì Hiển và Hiển đã biết Thảo và Dũng sẽ có một tương lai thật là tuyệt vời. Và Hiển cảm ơn tất cả mọi người đã ở đây nhìn thấy Thảo và Dũng tuyệt vời như thế này. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Anh hứa sẽ cố gắng là một stylist giỏi nhất Việt Nam, để em không còn phải trách anh là honey. Anh không biết giúp em chọn đồ mặc gì cả, em không biết mặc gì đây. Tôn trọng anh suốt cuộc đời em.